Xin chào quý thầy cô, mình là cô Su. Hiện tại mình đang là co-founder của Light Up English. Trong video ngày hôm nay thì cô Su sẽ chia sẻ với quý thầy cô một app vô cùng là xịn sò và chắc chắn là các thầy cô giáo tiếng Anh sẽ thích, đặc biệt là những thầy cô đang luyện thi các chứng chỉ Cambridge. Đó chính là app Flyer for Teacher. Trước kia thì bên mình sẽ hay là giao bài, giao đề thủ công qua các group, hoặc là hôm nào con đến học thì cô sẽ in cho con vài đề luôn á. Chỉ có 3 ngày 3 đề thôi là buổi hôm sau đi học là nguyên chữa đề là hết luôn cái thời gian rồi đó. Khi có app Flyer thì câu chuyện này nó được giải quyết rất là gọn nhẹ. Giáo viên thì thường rất là bận nên là Flyer có một cái tính năng đó là giao bài tập về nhà qua app đó, mà có thể giao được mọi lúc mọi nơi, nên là bất kể khi nào, bất kể lúc nào thầy cô giáo đều có thể giao được bài. Các con sẽ được chấm bài luôn, sẽ được tự chấm luôn và có ghi nhận các cái kết quả của con. Thì khi mà giáo viên sẽ giảm thiểu được cái việc đó là chấm bài cho học sinh, mà giáo viên muốn biết được là các con đang sai ở đâu hay như nào, thì các bạn giáo viên chỉ cần vào cái app đó, vào cái danh, vào cái tên của bạn đấy là sẽ thấy được là cái bài này con sai ở đâu và tracking toàn bộ cái hành trình của con đang học, thì các thầy cô có thể đẩy thêm các cái bài tập bổ trợ. Và các cái bài tập bổ trợ thì cũng rất là hay là nó cũng có ở trong app đó luôn. Và đấy là mình cũng sử dụng qua một vài app. Thì ở Flyer thì mình thích cái tính năng đó là cái những cái bộ đề của bên Flyer nó rất là đa dạng, cũng là nhiều đề. Cái thứ hai là các cái dạng bài tập cũng đa dạng, là bài tập ngữ pháp rồi bài tập nói, các cái dạng bài reading, các cái dạng bài listening. Đó nên là học sinh mà yếu ở đâu đó là thầy cô giáo có thể pick up ngay mà giảm thiểu được rất là nhiều những cái thời gian mà thầy cô có thể soạn bài. Highly recommend quý thầy cô là có thể sử dụng cái app của Flyer này để giúp cho cái việc giảng dạy của mình nó nhẹ nhàng hơn và lại đem lại được cái hiệu quả cao hơn rất là nhiều.